Xin chào tất cả anh em đến với kênh Hỏi Châu Ông Bạn. Và hôm nay là chương trình review sản phẩm. Chúng tôi sẽ đưa đến anh em một cái sản phẩm mới nhất của thương hiệu 130 năm tuổi nước Đức. Như các anh em đã thấy đấy, thì trên tay tôi là phiên bản Codec L Pro 52, phiên bản Max, nghĩa là cái độ dày lót của nó là cao nhất. Theo như thông số ở đây thì nó dày là 2 ly 2. Độ cứng ở đây là 52 độ. Mặt vợt này là có speed, tức là tốc độ 135, là tốc độ siêu khủng khiếp. Spin là 128, cũng là một cái độ xoáy phải nói là vô địch hiện nay. Và control, nghĩa là cái độ kiểm soát là 81. Thì chúng ta có thể thấy được là đây là mặt vợt tấn công dành cho bên phải. Nó là một mặt vợt phải nói là dành cho những cái giơ tấn công hiện đại và sử dụng những cái lực đột biến ngắn và có thể giành lại thế chủ động kể cả khi đang bị tấn công. Nghĩa là đây là một dòng mặt vợt tấn công và phản công tốt nhất hiện nay. Cái đặc điểm công nghệ khác biệt của dòng mặt vợt Codec 52 này đối với tất cả những dòng mặt vợt Đức và Nhật khác trên thị trường, đó là công nghệ đánh vòng cung. Đó, theo như hãng công bố ấy, là chúng ta chỉ cần tạo một lực hơi dày vào quả bóng, tác động lực về phía trước, thì chúng ta sẽ có mặc định là sẽ có độ xoáy đi kèm theo. Đó là điều hết sức đặc biệt, bởi vì thường thường là những mặt Đức và mặt Nhật khác ấy, chúng ta miết xoáy thì chúng ta vào mỏng ấy, thì chúng ta mới có xoáy, còn khi mà chúng ta vỗ ấy, thì nó chỉ có lực mà thiếu xoáy. Còn riêng mặt vợt Codec dòng mới ra này thì chúng ta vào lực dày nhưng mà bóng mặc định vẫn có xoáy. Đó là một điều cực kỳ đặc biệt. Và thực tế ra sao, chúng ta cần phải đi trải nghiệm trong bàn. Và tôi cùng với vận động viên Hai Càng Sơn Tè sẽ cùng nhau đi review trực tiếp sản phẩm này cho anh em nhé. Và như anh em đã thấy đấy, thì chúng tôi vừa mới review cái mặt vợt Codec L Pro 52. Và cái mặt vợt này thì có in hẳn cái chữ Trung Quốc ở phía trên bề mặt đây này. Và rõ ràng đây là một dòng mặt vợt mà chúng tôi theo như cái chúng tôi thường có nói vui với nhau ấy, thì đó là mặt vợt lai tàu. Tại sao nó là lai tàu? Bởi vì cái bề mặt nó rất là dính này, anh em có thấy không? Anh em thấy nó rất là dính, cực kỳ dính luôn. Và thậm chí là có thể dính quả bóng ở trên này có khi nó cũng không rơi xuống. Và nó thừa hưởng được cái công nghệ về cái độ ẩm dính bề mặt này, cái sticky rất là dày ở trên bất cứ những dòng mặt vợt Trung Quốc truyền thống nào. Tuy nhiên cái lót của nó lại là lót của Đức, lót công nghệ cao đời mới nhất, nên là cái lực bắn ra nó rất là mạnh. Tôi đã từng sử dụng những cái dòng mặt vợt của Trung Quốc trước đây, dòng mặt H3 thì cả H3 tuyển cũng đánh rồi, nó có vòng cung tốt. Tuy nhiên cái lót của nó tôi cảm thấy là cái độ đàn hồi nó không được cao, vì thế nên là cái lực đẩy nó rất là kém, nhất là những quả bóng mà cao cao mà bóng hơi xuống mà hơi cao một chút ấy, thì khi mình giật quả đấy cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi đã không gặp những cái khó khăn đó đối với dòng mặt vợt Codec L Pro 52 này. Đặc biệt là cái độ ổn định của nó cực kỳ cao, tất cả những pha giật lại, đối phương giật sang mình giật lại thì
gần như là cho sai số rất là lớn, chỉ cần tiếp xúc mỏng thôi là sẽ vào. Đó là cái điều cực kỳ đặc biệt. Vậy thì dòng mật vật này dành cho những đối tượng nào? Vâng, dòng mật vật này chắc chắn là dành cho để đánh bên phải. Những người nào đánh bên trái được cái dòng mật vật này ấy, thì phải là những người có những pha tấn công trái dứt điểm cực kỳ tốt anh em nhé. Chứ với bản thân tôi thì trái tôi phòng thủ chặn đẩy là chính thì rất là khó để phát huy hết được tính năng của dòng mật vật này. Mình như bên phải thì tôi rất là hợp, bên phải chắc chắn là tôi hợp và có lẽ tôi sẽ sử dụng cái mật vật này ở bên phải trong thời gian tới. Những người nào mà có lối chơi hiện đại, có cái khả năng dứt điểm gần bàn tốt và sử dụng đòn phải nhiều, điểm rơi và tạo xoáy, chú trọng đến uy lực tấn công và muốn phản công ngay khi bóng sang, đấy, nghĩa là sử dụng cái quả giật, kỹ thuật giật của mình ấy, để giải quyết mọi tình huống bóng ra khỏi bàn, thì chắc chắn là nên chơi dòng mật vật này. Các bạn sẽ không bao giờ phải hối hận, bởi vì nó quá xuất sắc, nó phải nói là nó là món quà đặc biệt và một cái công nghệ mới nhất của thương hiệu 130 năm tuổi nước Đức Gable. Mặc dù là tôi hay chơi đồ của hãng Tipha và tôi rất là thích đồ của Tipha, nhưng mà riêng về cái dòng mật vật Gable này, Codex này thì tôi cực kỳ hài lòng và cực kỳ cảm thấy bất ngờ. Nó thỏa mãn được mọi yêu cầu của tôi về bên phải. Nếu mà nói là cái dòng mật vật gọi là lai tàu ấy, thì đây là cái dòng xuất sắc nhất từ xưa đến nay. Tôi đã thử rất nhiều rồi, để khẳng định với anh em như vậy. Những người nào đang chơi mặt tàu nhưng mà cảm thấy đuối sức này, những người nào cảm thấy là hơi thiếu cái độ xoáy này, những người nào cảm thấy là hơi gọi là thiếu cái cảm giác bóng khi mà giật, thì đây chính là cái điều mà anh em đang tìm kiếm nhé. Hy vọng rằng anh em có thể chọn được những cái vũ khí thích hợp với mình. Và cái chương trình review này thì chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số review tiếp theo.